Hướng dẫn nhanh các bạn sử dụng cái đế Fit Quinly. Ngoài Fit có màn hình góc hay là có pin góc thì nó còn có thể Fit mà không có màn hình góc hoặc không có pin góc, và nó đọc cái thông số từ ổ cứng của cái máy nó ra để nó viết lại trên cái màn hình hoặc cục pin. Thì cái này là đế Quinly phiên bản V2. Nó vừa Fit được rung, tru tông và Fit được pin nha các bạn. Rồi, nếu như các bạn muốn Fit mà không cần màn hình gốc á, thì các bạn phải cài cái Bluetooth phiên bản 2.35. Thì cái phiên bản này mới đọc được cái thông số tru tông này. Còn nếu như mà các bạn chỉ Fit mà có màn hình gốc rồi đấy, thì các bạn không cần thiết. Các bạn tải cái phần mềm này về, hoặc là ở trên trang chính nó cũng được, hoặc là cái link mình để sẵn trong này tải về. Ok, tải về thì các bạn cài ra được cái ứng dụng này nha. Các bạn mở ứng dụng lên và cắm cái màn hình vô, cắm mở cái thiết bị lên, cắm cái thiết bị vô. Các bạn đăng ký một cái tài khoản cho mình, ví dụ như nhập mail, nhập mật khẩu, rồi các bạn get cái thông tin, cái nó trả cái mã xác minh về cái email các bạn nhập vô là các bạn đăng ký được cái tài khoản liền à. Còn mình ở đây thì mình dùng cái tài khoản của mình, mật khẩu là 123456789. Rồi các bạn chọn qua tiếng Anh English. Rồi đăng nhập vô nhé. Ở đây là mình đang ở chế độ là Fit màn hình. Mình có thể bấm đi test luôn nè. Đây mình bấm đi test, nó do nó được là nó chuyển qua thiết bị của mình đang cắm là cảm biến nè, photo sensor nè. Và nó ra cái màn hình của mình là màn hình iPhone X nè, XS, XS Max chung nè. Rồi bây giờ mình cần lấy cái thông số của cái máy gốc, thì các bạn phải cài cái Bluetooth phiên bản 2.35. Mở nó lên các bạn nhé. Rồi cắm máy vô. Phiên bản phải 2.35 các bạn mới thấy được thông số đó. Các bạn bấm vào xem chi tiết này, bạn sẽ tìm được cái mã là MTSN này, sao chép cái mã này và dán vô đây. Rồi sau đó cuối cùng là các bạn auto recording này để viết vô nha. Rồi viết rung, các bạn chỉ cần đi test chip là nó nhảy ra thôi. Rồi Fit pin, bây giờ mình chuyển qua Fit pin. Các bạn chuyển qua Fit pin nhé. Bây giờ mình đổi cái đế này. Đầu tiên các bạn bấm chữ reading để cho nó đọc cái thông số cục pin lên. Đấy, cục pin này pin số LED nè. Rồi số series của nó đây. Bây giờ mình lấy số series của ở trên cái máy của mình nè. Xem báo cáo xác minh nè. Ở bên cột ở bên trái này là cái thông số gốc lưu trong ổ cứng, còn bên này là bên mà nó lưu trên cái, ví dụ như lưu trên màn hình hoặc lưu trên cục pin nè. Ở đây mình lấy thông số gốc của này, mình bấm vô đây để mình copy lực thông số series của pin này. Rồi mình mở cái thiết bị mình lên và mình dán nó ra đây. Rồi mình viết lại cái thông số series của pin để cho nó đồng bộ lại, mà nó Bluetooth nó chết xanh đó nha các bạn. Rồi viết là các bạn bấm write in này. Ngoài ra các bạn còn có thể như cái này, dung lượng thiết kế nè, rồi dung lượng hiện tại nè. Như pin này là tệ lắm rồi nè. Rồi các bạn có thể thay đổi những cái thông số phần trăm pin, rồi tất cả những cái thông số các bạn có thể thay được, nhưng mà thường thì mình hay thay mỗi cái thông số này thôi. Rồi các bạn cuối cùng các bạn viết vô luôn cũng được.